Xin chào các bạn, mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay vừa diễn ra chiều hôm nay 11 tháng 12 2022, là Lý Huynh và Phan Nguyễn Công Minh. Tí Kỳ Tiên trận Ai Sáng và trận Hữu Bình. Mời bạn xem trận đầu tiên là Lý Huynh cầm đội đầu tiên, Phan Nguyễn Công Minh cầm đội thủ hậu. Trận đánh rất hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。
Trên đây thì hai bên đồng ý qua cờ mà bạn xem tiếp trận thứ hai. Trần Hữu Bình cầm đỏ đi tiên, Tý Kỳ Tiên trận ánh sáng cầm đen thủ hậu, mà bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。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 pháo 8 thối 2 chiếu tướng sát cục. Trên đây thì Trần Hữu Bình buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.